Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 96 phân số. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài số 1. Bài số 1 người ta yêu cầu chúng ta viết phân số chỉ phần tô đậm trong hình vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ xét hình vẽ thứ nhất. Đây là một hình chữ nhật được chia làm 1 2 3 4 5. Hình chữ nhật này được chia làm 5 phần bằng nhau. Trong đó phần tô đậm chiếm 1 2 3 3 phần. Như vậy, phân số chỉ phần tô đậm trong hình vẽ này sẽ là 3 phần 3 phần 5. 3 phần 5 có nghĩa là hình chữ nhật được chia làm 5 phần bằng nhau. Chúng ta tô đậm 3 phần thì đó chính là phân số 3 phần 5. Như vậy, phần tô đậm trong hình vẽ bên được biểu diễn bằng phân số là 3 phần 5. Tiếp theo chúng ta xét hình thứ hai. Hình thứ hai là một hình tròn được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau. Trong đó phần tô đậm chiếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phần tô đậm chiếm 6 phần. Cho nên phân số chỉ phần tô đậm sẽ là phân số 6 phần 8. Tiếp tục, chúng ta sang hình thứ ba. Hình thứ ba là một hình vuông được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hình vuông này được chia làm 9 phần bằng nhau. Trong đó phần tô đậm chiếm 1, 2, 3, 4, 5, 5 phần. Vì vậy, phân số chỉ phần tô đậm trong hình vẽ sẽ là phân số 5 phần 9. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài 2. Bài 2 có nội dung như sau: nêu cách đọc phân số rồi tô màu theo mẫu. Thì ở đây, hình thứ nhất là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật này người ta chia làm 6 phần. Trong đó phần tô đậm là 4 phần. Vì vậy, ở đây người ta sẽ viết phân số là 4 phần 6. Hình chữ nhật được chia làm 6 phần và phần tô đậm chính là 4 phần và đọc là 4 phần 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang hình thứ hai. Hình thứ hai, ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là ở trong đây chúng ta sẽ có 10 hình tròn. Và người ta viết phân số là 7 phần 10. Như vậy, trong 10 hình tròn này, chúng ta sẽ tô đậm 7 hình. Chúng ta tô đậm 7 hình. Thì chúng ta sẽ tô đậm hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba, hình thứ tư, hình thứ năm, hình thứ sáu, hình thứ bảy. Thì đây là tôi viết tượng trưng thôi, còn các em sẽ tô đậm 7 hình này và sẽ chỉ cách đọc là chúng ta sẽ đọc là 7 phần 10.
Tiếp theo chúng ta có phân số 5/8. Thì ở đây chúng ta quan sát hình chữ nhật được chia làm 8 8 phần 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy ở đây chúng ta có phân số 5/8, hình chữ nhật được chia làm 8 phần và chúng ta cần phải tô màu là 5 phần 1 2 3 4 5. Thì các em sẽ tô màu 5 hình này, 5 phần này. Và chúng ta sẽ đọc là năm phần tám. Tiếp tục chúng ta có phân số 9/12. 9/12 thì ở hình này người ta chia hình này làm 12 phần và chúng ta cần phải tô màu 9 phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy các em sẽ tô màu 9 phần này và chúng ta sẽ đọc phân số này như sau. Chúng ta đọc là 9/12. Tiếp theo ở đây người ta cho chúng ta phân số là 1/3. 1/3 có nghĩa là chúng ta phải chia cái hình này làm 3 phần và chúng ta tô màu 1 phần. Thì ở đây hình này có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tức là hình này có 12 ô vuông nhỏ. Chúng ta chia làm 3. Như vậy 12 mà chia cho 3 bằng 4. Do đó mỗi phần sẽ là 4 ô vuông nhỏ. Như vậy 1/3 chính là 4 ô vuông nhỏ. Do đó chúng ta sẽ tô màu 4 ô vuông nhỏ. Và chúng ta sẽ đọc là 1/3. Một phần ba. Và bây giờ chúng ta sang hình tiếp theo. Thì ở đây là một hình chữ nhật bao gồm 12 ô vuông nhỏ và chúng ta có phân số là 1/4. Điều này có nghĩa là 12 ô vuông nhỏ chúng ta chia là 4 phần thì mỗi phần sẽ là 3 ô vuông nhỏ. Như vậy 1/4 của hình chữ nhật chính là 3 ô vuông nhỏ. Do đó chúng ta sẽ tô màu 3 ô vuông nhỏ. 1 2 3. Các em sẽ tô màu 3 ô vuông này. Và chúng ta sẽ đọc phân số là như sau. Đọc là 1/4. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 3. Bài số 3 người ta yêu cầu chúng ta viết vào ô trống theo mẫu. Thì ở đây cột viết chúng ta có phân số là 7/9. Và cột đọc chúng ta sẽ đọc là 7/9. Tiếp theo chúng ta có phân số là 6/11. Và chúng ta sẽ đọc là 6/11. Ở đây cột đọc chúng ta có 5/12, do đó cột viết chúng ta sẽ có viết là 5/12.
Tiếp tục cột đọc chúng ta có 4/15. Sau đó cột viết chúng ta sẽ viết là 4/15. Như vậy chúng ta làm xong bài 3. Tiếp theo chúng ta làm bài 4. Bài 4 người ta yêu cầu chúng ta viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0 và bé hơn mẫu số. Thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta viết các phân số có mẫu số bằng 5. Có nghĩa là chúng ta có mẫu số bằng 5. Tử số ở đây phải lớn hơn 0. Lớn hơn 0. Và bé hơn mẫu số, có nghĩa là bé hơn 5. Thì lớn hơn 0 và bé hơn 5, chúng ta sẽ có các số là 1, 2, 3 và 4. Như vậy 1, 2, 3, 4 sẽ là các số lớn hơn 0. Và bé hơn 5. Cho nên chúng ta sẽ có phân số đầu tiên là 1/5. Phân số thứ hai là 2/5. Phân số thứ ba là 3/5. Phân số cuối cùng là 4/5. Như vậy chúng ta làm xong bài số 4. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.